Rồi. Rồi. Tại sao mình đang đi làn giữa, mình tại sao mình phải mở xi nhan trái để mình di chuyển ra? Lý do có phải hồi nãy mình mới đi ngang qua cái làn gọi là nhập làn. Dạ đúng rồi. Nhập làn thì mình sẽ nhường cho những anh em ở dưới lên. Để vô cái làn giữa. Còn mình đi làn này. À, còn nếu mà mình đi làn kia thì anh em đi lên sẽ dướng với mình phải chủ động mình di chuyển qua. Mình nhường cho những anh em đi lên và anh em ở dưới đi lên nhập làn vô thì có nhiệm vụ là nhập từng làn thôi, đừng có nhập một cái một qua luôn ha, là không được. Rồi. Em xác định mình sẽ đi nhanh tại vì lý do mấy xe kia nó sẽ chia chậm, em mở xe nhanh phải trước. Đụng rồi em đi qua từ từ. Chừng nào em thấy ngó kiến chỗ hậu mà xe nó nằm trong cái phạm vi kiến của mình á, mình mới di chuyển nha. Em đạp ga chứ sao giảm. Đúng rồi, đạp ga rồi ngó kiến. Rồi đạp ga. Tiếp nữa, ga lên. Vượt người ta là mình phải di chuyển làn đường, đường đi nhanh hơn người ta là mình phải đạp ga đều. Rồi em đi thẳng nha, không qua nha. Ông kia em đu sát đít nha. À, trên cao tốc mà đu sát đít nó cũng có ngày. Rồi em mở xi nhan trái ra. Có nhiều trường hợp là đu sát cái đít của người ta là nguy hiểm. Rồi em tắt xi nhan. Rồi nhớ 100 thôi. Cỡ mình mới lần đầu tiên thì mình đi cỡ 100 thôi. Chút xíu nữa thầy cho sẽ đi chống, thầy sẽ cho đi cao hơn. À, để vừa tầm để mình từ từ mình quen cái nhịp đã. À, nhiều khi em đi lên 101, 102 nó sẽ đảo tại đấy. Từ từ. Đó. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại mình đang kèm cho một bạn nam đi bộ túc đường trường. Rồi giảm lại đi anh công mình qua, rồi giữ khoảng cách với anh công ha. Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. À, hôm qua mình có bộ túc cho hai bạn đi Thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh lộn. Hai anh đi Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu để bộ túc tay lái nâng cao. Đặc biệt ở đây nha các bạn ha, là mình bộ túc tay lái nâng cao là các bạn đã có giấy phép lái xe rồi. Các bạn chuẩn bị mua xe rồi, chuẩn bị lái hoặc là chuẩn bị chạy dịch vụ rồi, thì ở đây là mình gọi là bổ túc nâng cao các bạn ạ. Có nhiều trường hợp mấy bạn không biết, các bạn vô comment nói trời ơi thầy ông cho vô, ông làm như là ông dí, ai dí thì ông cho vi chạy này nọ. Mình nói thẳng luôn các bạn, mình đã nói là bổ túc nâng cao là mình sẽ chỉ hết bài hết vở luôn cho các bạn và sử dụng, phải sử dụng chân ga. Tại các bạn sao bạn nâng cao để bạn quen cái chân ga, nhịp chân ga, rồi các bạn sẽ di chuyển an toàn rồi đạp ga, chứ không phải là mình tập lái. Tập lái thì các bạn đi chạy chậm á thì mình khỏe, chưa qua được em, chưa qua được. Rồi bây giờ xéo qua nhẹ thôi, nhẹ thôi, từ từ, không có bẻ nhiều. Rồi em đạp ga đi. À, di chuyển làn đường là bẻ nhẹ thôi, không có bẻ gấp nha. Rồi đạp ga lên. À, khi các bạn chạy mình sử dụng cho các bạn sử dụng ga trong phạm vi cho phép và an toàn. Chứ các bạn mà đi lên mà đi bổ túc tay lái mà nâng cao mà các bạn bò không thì sao đi, giảm lại em. Đúng không? Đó, nói chung là mình hơi bạo lực chút xíu. Nhưng mà có một cái là mình sẽ đào tạo các bạn cực kỳ nhanh luôn các bạn. Để có phải đi một ngày các bạn bỏ mình á. Mình nói thẳng luôn, buông chịu. Rồi 80 đúng không? Đó. Chứ các bạn mà đã đổ bổ túc, bỏ tiền ra để bổ túc nâng cao, bỏ tiền ra để học, thì các bạn cứ chạy chậm 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 bò bò hoài mà thôi. Để vô trong chạy, các bạn ra ngoài đây các bạn chạy, các bạn đè người ta, các bạn cản trở lưu thông. Rồi tôi chỉ cho các bạn những cái tình huống xử lý an toàn cho phép. Học nhiều tình huống chứ không phải là học có một tình huống một. Tôi có thể cho các bạn đi di chuyển làn đường chứ không phải, nếu mà giữ nguyên một làn đường như vậy đi á, nói thiệt á, mình khỏe lắm các bạn ơi. Thấy không? Mình khỏe lắm, các bạn giữ làn đường các bạn đi thoải mái luôn. Các bạn đúng tốc độ các bạn đi, tôi cho các bạn đi 50-60 thôi thì mình khỏe. Còn đây là mình sẽ chỉ cho bạn từng đi. Đó, chẳng hạn như trên đây thấy mấy máy không? Cẩn thận, khi em quá tốc độ em sẽ bị lụm. Rồi bây giờ là hiện tại bây giờ đang vô cao tốc và đến trạm thu phí. Ở đây thì các bạn chưa dán thì các bạn ghé ở đây coi, các bạn dán nha. Rồi mình coi cái chỗ nào trống thì mình vô, nhớ giữ khoảng cách ra. Rồi giữ khoảng cách ra 8 mét ha. Đó.
Rồi ở đây mình sẽ chỉ thêm cho các bạn đi đúng tốc độ cho phép, không được quá tốc độ. Rồi khi các bạn quá tốc độ, tại sao có nhiều trường hợp là gửi bill về cho bạn hoặc phạt cho các bạn. Mình sẽ chỉ luôn cho các bạn những cái tình huống như thế này. Có nhiều bạn không biết nha. À, rồi đi luôn. Đó, qua. Rồi lúc này em mở xi nhan trái. Rồi em có bên trái cô có xe không? Rồi di chuyển sát mép ngoài vỉa bên trái luôn, cầu luôn. Rồi đạp ga. Ga tiếp. Thấy không các bạn, thấy không? Học với mình là mình cho các bạn sử dụng ga. Rồi đến chỗ nào đông đúc thủ thắng, này nọ ga thắng, và phải tập để biết cảm nhận chân ga và cảm nhận chân thắng và sử dụng thắng như thế nào là tốt. Bạn này đã mình đã sửa lại rồi. Mà nói lên cái đó em thắng là cắm đầu không à. Đó giờ em rồi. Rồi. Các bạn trên đây các bạn nhìn rõ cho mình ở đây nè. Có hai cái máy bắn nè. Các bạn đổ dốc xuống bên kia xuống. Quá tốc độ 60 là các bạn bị lục. Gửi bill về các bạn. Rồi, bây giờ em di chuyển làng. Đúng. Rồi đạp ga. Các bạn thấy không? Mình là cho các bạn tập là phải bổ túc, bỏ đồng tiền ra là phải xứng đáng. Có nhiều bạn là không biết thì các bạn cứ vô comment thì mình cũng nói rồi. Đây là bổ túc ta lái nâng cao chứ không phải là đi tập lái. Nên mình lúc nào cũng vậy. Học với mình là thiên về đạp ga, xử lý các tình huống, mọi tình huống. Đó, các bạn nào thích với mình thì cứ bổ túc với mình. Còn các bạn nào yếu thì mình sẽ sử dụng cho các bạn yếu. Đúng không? Các bạn chỉ yếu thì mình sẽ có giáo án yếu cho các bạn. Bạn chạy tốt không thể nào mà đè các bạn được lại mà chạy yếu được. Giống như người ta đang phát huy, người ta có năng lực mà các bạn đè người ta hoài đâu được. Người ta chạy tốt, người ta xử lý tốt thì các bạn phải nâng cao cho người ta. Ghi mình là vậy. Đó. Em nhớ ngó nha, kiến nha. Đó. Đó. Chứ hạn nếu bạn di chuyển lên đường mà bạn không ngó kiến là mình chỉnh liền. Cái nào sai mình sẽ chỉ cho bạn, ở cái trường hợp này là xe nó còn gần quá là mình không được di chuyển. Mình vẫn phát huy cái năng lực của các bạn. Các bạn chạy tốt giống như bạn này đi. Lấy bằng rồi chưa có chừng, chưa từng chạy đường trường hay là gì đó. À quên nữa, mình có nói luôn cho bạn nè. Có nhiều bạn chưa hề bước ra ngoài đường chạy như thế nào, chỉ chạy trong xe hình thôi. Nhưng mà vẫn cho các bạn chạy tập luyện, sử dụng ga để cho các bạn cảm giác, để cho bạn tốt. Nhưng mà ẩu là không được nha. Ẩu là chỉnh liền. Rồi luyện tập nhường cho người ta. À, và khi nào nhường và khi nào không được nhường nữa. Nó nhiều cái, nhiều thứ lắm bạn ơi. Không thể là một trong hai buổi là các bạn đã hội đủ các yếu tố đâu. Nhưng mà nó có phần nào là ok cho các bạn, những cái cơ bản đến nâng cao luôn cho các bạn nhiều lắm. Rồi từ khi mình lấy lại cái quan trọng nhất là mình lấy cho các bạn là, nói chung là giống như gan dạ đó, không có sợ, không bị tâm lý, không có sợ xe lớn luôn. Rồi xong từ từ các bạn tự ôm xe, các bạn chạy, các bạn sẽ đúc kết ra. Ví dụ các bạn không hiểu, có nhiều bạn là học xong với mình tự ôm xe chạy luôn. Có nhiều bạn là muốn nâng cao nữa là đi đường xa, đi Đà Lạt, Nha Trang gì đó các kiểu, hoặc là về quê mình vẫn áp dụng cho các bạn đi tiếp. À, nói chung này mình làm YouTube mình có hướng dẫn cho các bạn. Có nhiều các bạn thì cũng comment. Nói chung là tại vì các bạn chưa biết. Có nhiều bạn là vô cũng chỉ cho học viên luôn. Ghê không? Xong chỉ cho mình luôn á, cách dạy luôn, ở ngăn thiệt. Mình nói là mỗi người có một cái kỹ năng riêng, khi mình lên mình sẽ biết. Rồi mình sẽ chỉ tiếp cho các bạn. À, rồi đạp ga nhẹ đi. Đó, cứ đi đều, giữ khoảng cách đúng rồi. Đường đông thì mình sẽ đi theo đường đông ha. Đó. Rồi ở đây là mình không cần phải nhất thiết qua làng bên trái, thấy không? Mình thấy chỗ đường nào mình trống thì mình cứ đi. Nhưng mà con cái là đường này mình đang đẹp, đang đi ngon, mình đang gọi là nhà trong hẻm, chứ không cần phải là đi ra mặt tiền là qua cái làng một. Đúng không? Có gàng không? Rồi bây giờ nè, trường hợp này nè, có xe trước đúng không? Mà bên kia nó cũng đông vậy thôi, mình đi đây thôi, chứ đi đâu bây giờ, đúng không? Đó, các bạn nhớ nha, có nhiều bạn là có đòi phái đi qua mặt tiền, đường này cũng được, đường này trong hẻm rộng luôn, đúng không? Ừ, rồi đạp ga nhẹ. Trời ơi, ông công
sao không bóp kèn hoài, mà trong khi đó đã đang kẹt cứng rồi, anh cứ vô trong làn khẩn cấp anh chạy cho nó lẹ anh. Rồi đạp ga nhẹ, mở xi nhan trái, rồi di chuyển nhẹ nhàng qua, đúng giờ ngó trước cho thầy, đúng tốt. Các bạn thấy không, mình vẫn cho phát hoa, các bạn phát huy, các bạn mà đi đúng giữa làn đường này mình bao luôn á, mình bao khỏe luôn. Rồi học xong các bạn có được cái gì đâu, được có giữ làn đường đi. Rồi em đạp ga, nhớ giữ khoảng cách ha, nhớ. Nói chung là học với mình là thiên về bạo lực chút xíu nha các bạn, nên các bạn cũng thông cảm nhiều khi. Chứ giờ các bạn chạy chậm quá thì mình khỏe mà không học được nhiều, tốn tiền. Mình không có nói ai, nhưng mà con có cái mấy bạn mới thì có bao nhiêu cái các bạn comment đó, nó thiếu tới nhị. Rồi các bạn yếu, các bạn vô trong các bạn coi tham khảo thêm video clip để cho bạn phát huy hơn. Rồi các bạn chê người ta, các bạn nói ôi hôm nay em chạy này nọ dở, người ta lái yếu này nọ, trời ơi người ta mới ken rồi mấy bạn ơi, từ từ người ta mới cứng được. Có người này người kia chứ đâu phải là giống như là các bạn phải bắt buộc phải giống như các bạn nào chạy tốt thì các bạn tốt, mình mừng cho các bạn. Thì nói chung hôm nay là mình nói cho các bạn nghe, có nhiều mấy bạn là đang tìm hiểu về cái vấn đề đó mới vô coi clip của mình, đúng không? Thì các bạn coi được, các bạn chạy tốt được thì các bạn học thêm nhiều cái. Có nhiều bạn chê người ta, chỉ người ta, chỉ mình nữa. Nói chung mình cũng vui vui mình cười thôi, đúng không? Đó, mình nói anh nói anh chạy như này này cũng được, tại vì ta mới mà bạn, từ từ người ta sẽ quen, ai cũng vậy, chưa chắc mình hơn ai đâu. Rồi đạp ga lên, rồi di chuyển làn đường, mở xi nhan, ngó kiến quan sát, rồi di chuyển lại, đúng rồi, nhẹ thôi, đó tốt vậy thôi. Ừ rồi đúng, đạp ga lên đó. Có nhiều giáo viên bổ túc ta lái, các bạn muốn thích học thầy nào các bạn học. Chung là trên mạng mà thì mình cũng chỉ lại cho các bạn, mình cũng comment luôn cho các bạn để các bạn sau này các bạn biết, giống như cái bạch xương cá vậy. Mình đã nói nhiều rồi. Rồi các bạn từ sau này các bạn chạy tốt, các bạn sẽ hiểu được vấn đề đó. Giống như bạn này lái tốt, không phải lái tốt là có năng khiếu. Lúc đầu vô là mình sẽ thấy bạn là có tiềm năng, có năng khiếu, là mình chỉ bạn là bạn sẽ nhớ bài. Là cái người có năng khiếu nó khác. Phải phát huy cái công lực của người ta ra. Chứ ém người ta hoài, võ công người ta sao người ta mạnh được. Lên núi học võ giống như đi lên là phải lên tuốt trên đỉnh núi học võ kim đan, rồi xuống vực thẳm võ học mới tốt được. Rồi mở xi nhan phải, rồi đạp ga, đụng tốt, tại sao tốc độ cho phép của mình. Rồi xe kia nó đi nhanh đúng không? Rồi giữ khoảng cách, không có qua được, từ từ qua, không có qua được, nhường cho xe đó, ga thẳng lại, đúng rồi. Rồi em mở xi nhan trái. Rồi nó có hai cách vượt, một là em vượt trước ta, nhưng mà ta đi tốc độ cao rồi mình không vượt được thì mình phải nhường cho người ta đi trước, cái mình bọc sau đuôi người ta đi, hiểu không? Đó, được chưa? À, nhớ nha. Rồi ở đây là cái cấm quẹo vô ha, là cái đường lối ga của người ta nhập làng đó, mình phải di chuyển mình trái, mình nhường cho người ta vậy thôi. Rồi em di chuyển vô đúng không? Em có dự định là đi hơn người ta là mình phải di chuyển vô. Nó nói chứ mới có 80-90 vậy bạn. Rồi tắt. Chứ các bạn rồi đi nhanh, các bạn đạp ga nhiều quá xe mình hao xăng lắm á. Nếu các bạn mà đi đều 60-60 là mình lợi xăng, đúng không? Mình vẫn cho các bạn đi nhiều trải nghiệm. Sau này các bạn có đi một mình đi nữa thì mình phát huy được có nhiêu 80% công lực thôi. Rồi chuẩn bị đọc bản nha, phải đọc bản kỹ nha, đi là đi xa lắm á nha. Là mình đi đâu? Đi Vũng Tàu đúng không? Đúng rồi. Rồi cái lối ra là cỡ bao nhiêu? À,
một cây số nữa. Đúng rồi, chính xác. Còn quán lơ mơ là đi đến kia là đi Mút Chỉ Cà Na luôn á. Các bạn nhìn lưu ý nha, những cái biển báo màu xanh này hướng dẫn cho bạn nè. Đó, còn 500m nữa thấy không? Này khổ ghê các bạn. Chỉ cho các bạn cũng bị chửi. Đang rồi, giảm tốc độ lại đi cho nó trôi trơn. Không sao, tại vì các bạn mới, các bạn chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn, chỉ lại cho bạn. Nói chung là nhiều thứ lắm, nó làm gì làm hướng dẫn cho bạn an toàn chứ. Rồi em thấy biển báo 80 không? Rồi 60 không? Là giảm tốc độ trước biển, trước mặt biển, còn sau mặt biển là có tác dụng máy bắn này, thấy không? Thấy không? Yeah. Thấy chưa? Chỉ cần qua mà có đó còn vẫn còn tốc độ dư âm á, yeah, là mình sẽ có dư tiền. Ồ lộc tốn mất tiền. Tiền. Ừ. Mình sẽ mất tiền. Bây giờ là mất tiền rồi nè. Rồi, đặc biệt nha, ở đây là cao tốc, các bạn có dán thẻ hay dạ không dán có dán thẻ thì các bạn cũng phải thủ đắng nha. Bỏ chân ga, đúng rồi. Màn đi nó không dở lên là trúng kiến á. Đó. Đó. Rồi, nó dở rồi mừng quá. Thấy không? Các bạn đến đây các bạn cũng phải thủ thắng cho mình nha. Có cái vụ mà chạy đến thôi, ba game nó quất vô kiến này nọ, cabo này nọ, lời qua tiếng lại, ai cũng đổ thừa bên kia, mệt lắm ha. Rồi quẹo phải nha, Vũng Tàu giảm tốc độ đó. Ừ, giảm tốc độ lại còn nhồi thêm miếng ga nữa, thiệt là tình. Rồi em để bên trái, nghiêng lái bên phải, nghiêng lái qua phải, đúng rồi, em quẹo phải mà, đúng không? Còn em đi bên kia là đi về Đồng Nai đó. Rồi lý kiến tốt, nhớ là không cần phải nhất thiết là đúng rồi, chính xác. Rồi đây là quốc lộ 51, cung đường bạo lực chút xíu cho các bạn. Ở đây mình sẽ được phép đi ba làn đường, và đặc biệt các bạn nào đi thẳng thì các bạn nên di chuyển vô làn giữa để các bạn đi thẳng. Rồi từ từ mình sẽ chỉ cho các bạn thêm nữa là tại sao là mình phải được phép đi thẳng ở bên làn bên một làn trái. Tại sao đèn cùng một màu cùng dây hoặc có mũi tên với đường nữa, nhiều thứ lắm nha các bạn ha. Rồi mình sẽ chỉ dần dần các bạn, bảo đảm luôn, bạn này là đi với mình là xong, lần sau chỉ có đi bổ túc nâng cao là đi Đà Lạt, nãy giờ mấy mém là ổng đã đòi đi rồi đó, thấy không? À, sướng má, vô ông thầy cũng cho bạo lực đạp ga. Nói chung là mình tập là cho các bạn phải sử dụng chân ga, không sử dụng chân ga là các bạn sau này các bạn không biết sử dụng chân ga, là các bạn không biết tình huống là đạp ga rồi đạp thắng gà thắng như thế nào, càng nguy hiểm nữa đó. Đó, nhiều khi chỉ bạn tốt nhiều quá cũng bị chửi. Rồi em mở xi nhan phải đó, vậy thôi, không cần nhất thiết phải đi làn bên trái, miễn sao làn nào chống mình vô tắt xi nhan. Các bạn thấy không, mình phải phát huy nâng cao tâm, người ta có năng lực, người ta có này nọ, mình phải chỉ thêm cho người ta hết bài hết dở, không có giấu nha, mình có biết vậy đó. Mình chỉ hết luôn á, có nhiều khi cái mà mình không biết mình không chỉ thôi, thấy không? Búp kè, biết búp kèn luôn ta, hay ta. Rồi nghiêng qua phải chút xíu, em để ý ngay chỗ cái gương của ta hay nay chớp đèn không? À, không được vô trong đây nha, đây là dành cho xe máy ha, tuyệt đối không vô các bạn. Ở đây có phân làn đường, vô là phải phạt cán chịu nha, đây phân làn đường ha. Còn nếu không phân làn đường thì các bạn được phép vô, nhưng mà cũng hạn chế, phải lúc nào cũng vậy, phải nhường cho xem đà, và khi nào các bạn quẹo thì các bạn hơi ép xem đà chút xíu. Các bạn đòi chửi tôi cái vụ ép xe máy, trời ơi các bạn, bạn không có chạy xe ô tô thì bạn đừng, không biết thì bạn đừng nói. Các bạn chạy xe ô tô xong bạn sẽ hiểu được vấn đề là tại sao mình phải di chuyển làn đường, phải ép nhẹ vô xe máy mình mới di chuyển được, bóp kèn bóp kèn bóp kèn bóp kèn đó, các bạn thấy không, bang bang giữa nè. Rồi khi vùn vẹo mình không mở xi nhan và không ép dần dần vô thì xe máy không bao giờ nhường các bạn nha. Các bạn đã từng hiểu nha, bạn nào đã lái xe đã hiểu thì bạn ấy sẽ không bao giờ nói. Cái bạn nào không hiểu thì các bạn nói ở mắc dạy này nọ, chỉ cho học viên ép xe máy vô. Bạn chưa đi ô tô bạn không hiểu nên bạn cái comment bạn nói chuyện nó không có tế nhị, sau này bạn hiểu được vấn đề đó rồi bạn sẽ biết đó.
các bạn mà đi giống như đi các bạn đi đơn giản thôi, bạn đi ô tô bạn mở xi nhan phải mà các bạn không di chuyển vô dần dần ép nhẹ vô thì xe máy không bao giờ nhường các bạn đâu. Tôi nói thẳng một câu luôn, đường thành phố mình, bất cứ đường nào ở đâu ở Việt Nam mình, bạn đi đâu cũng vậy. Rồi giảm lại, giảm lại cho người ta vô, giảm lại, đúng rồi đó, 7 chỗ đó, con đó là 7 chỗ đó, thấy ghê không, nhỏ hơn xe mình luôn á. Rồi đi tiếp. Rồi thôi bye bye mọi người nha. Hôm nay hơi bị, tại vì nhìn đọc lâu lâu đọc kia những cái comment mà tin nhắn á. Trời ông kiếm đi ngược chiều vô kia. Vô ghê chạm. Tại vì mình đọc cái comment vô thấy mấy bạn chủ mà trong kia đó mấy bạn không biết gì. Bạn như nói vô đúng rồi luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói lại cho bạn hiểu được vấn đề đó. Từ từ em giảm lại. À rồi đi đạp ga. Thứ nhất á, em muốn vừa phải á, đặc biệt nha, vừa phải là phải có khoảng cách giống như cỡ này nè. Để chi? Em thấy được ở trong. Còn em mà đu sát á, em đu sát em đâu thấy đâu, thầy thấy thôi. Thầy thấy chứ nghề vật trong đấy, đúng không? Em ngồi bên lên ghế ta lái, em vô, em nói thấy phát hiện ra chứ nghề vật em lấy ra là không kịp, hiểu chưa? Có nhiều trường hợp là đu xe trước, lấy vô gặp xe đậu đó lụm luôn, lụm nguyên cái đầu xe vô thẳng luôn. Nên mọi người chú ý nha, tài xế rút kinh nghiệm, anh em rút kinh nghiệm. Vượt trái thì em ngồi đây em vượt qua em thấy liền ở trước nhà vượt trên. Còn em vượt phải em phải có giữ khoảng cách rộng để em vượt vô em mới thấy được xe trong. Có nhiều trường hợp là em đu sát em vô cái xe nó bị ban, nó đậu giữa đường, nó bấm khẩn cấp, em đâu thấy được, em lấy vô là bên đây là em vừa tới nơi là nó đã dính rồi. Mọi người nhớ chú ý nha, ha, cẩn thận về vấn đề đó. Rồi bye bye mọi người nha. Mọi người nào đã coi những cái video clip của mình thích thì các bạn cứ cho mình một lượt đăng ký và một like. Thì nói chung thì mình cũng đề cập về vấn đề là có những cái phần, những là cái tế nhị không sao cả, thì mấy bạn chưa biết thì mình cũng chỉ là cho bạn, mình cũng comment lại cho bạn luôn, sau này bạn sẽ hiểu. Gặp mọi trái đi không? Nó bộ tốc tay lái phải nâng cao chứ. Bây giờ tôi cho học viên chạy ở đây đi theo xe này giữ khoảng cách, cứ đi tốc độ 60 đi, trong khi không khi đây ở đây tốc độ 90 lận. Trời ơi tôi khỏe luôn, đỡ tốn xăng, đỡ tốn hướng dẫn, đỡ nói nhiều. Rồi nó rồi mấy bạn trẻ yếu các bạn đăng ký nữa tôi dạy nữa. Không, đặc biệt học với mình nha, học với mình là mình đuổi, học xong là một buổi một là nhiều bạn tự tin. Các bạn nào đã học với mình đã, bạn đã hiểu vấn đề, thấy không? Lúc nào cũng vậy, mình sẽ cố gắng giúp cho các bạn đã nhanh để các bạn ra, các bạn ôm xe chạy tốt. Rồi thôi bye bye mọi người nha. Rồi thủ chân kia thắng, quan sát hai bên, thủ thắng thôi, buông thẳng quan sát hai bên, đúng rồi, ok. Nhìn vô khuôn mặt của người ta đó, người ta thấy mình là mình an toàn nha. Rồi bye bye mọi người nha.